nha, lại nha, lại nha, làm lại một quả để lấy niềm tin lên anh em này. Niềm tin đam mật. Ra lên mắt quân ký ức ăn chìm sâu. Tìm về lời đâu. Tôi thích con này vãi. Tinh linh cổ ngữ. Như thế nào vậy nào? 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 End of the timeline, punk. Lucian. Bài lấy đồ của siêu công nghệ đẹp vãi. Đẹp vãi trưởng. Cái bài này hay nhá, cái bài này nhìn quen quen nhá. Tôi biết mình phải làm cái gì rồi. Tôi biết mình phải làm cái gì rồi. Bỏ con này một bên. Có vẻ tôi biết mình phải làm cái gì rồi. Để chơi một cái gì đó nó mới mẻ, nó sáng tạo một chút nhá. Cái này nhìn quen quen này. Tạc không tạc. Đây ván này đánh không tạc này. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Từ từ thì khoan nó mới như được. Cứ từ từ bình tĩnh. Không tạc thì không tạc, làm gì mà căng. Không tạc thì không tạc chứ sao. Thinh kinh nha, tôi đang thinh kinh vì về một cái gì đó thật là for fun. Vật là for fun. Đau. Đập cái mồm nó. Đau thế. Sako. Chả ra cái thể thống mẹ cả.
Giờ làm sao mà thua được một phát xuống 88 máu đi chợ đầu là cũng ngon lành à. Mà cảm giác cái vũ trụ này nó phải đánh không tặc. Vũ trụ này nó đã vốn nhiều đồ nó lại đánh không tặc. Cái đồ để đâu cho hết. Làm thế thất đức lắm. Ba rồi. Mẹ. Cung xanh. Vô cực diệt khổng lồ. Đánh xạ thủ rồi. Thằng này đánh xạ thủ rồi. Chơi 6 mật thám đi à. Ok bạn ơi, ok. Được. Đan nhá, bắt keo rồi đấy. Xong rồi nha, bán này 6 mật thám này. God damn it. God damn it. God damn it. God damn it. Tiên phong à? Tiên phong thì hơi mệt. Mấy ông tiên phong đúng mấy ngày mai cũng chết rồi. Xem ra cái đồ nha. Ta không thích đánh ra lắm.
liệt một thì không nhỉ? Mình đang ấp ủ đánh một trận hộ vệ hay như thế nào đấy. Khó ở quá. Hết đam của nó đi. Một chày vào đầu. Đây rồi. Đây rồi, có sự liên quan rồi. Thế tôi thấy bài tôi bắt đầu có sự liên quan rồi. Bắt đầu có tí liên quan rồi các bạn ạ. Đâu đó còn thấy được một chút liên quan rồi. Ban đầu tôi thề với các bạn là tôi thấy cái găng tay Crit này, tôi đã định đánh con Rumble, xong một chuyển sang bộc phá, sau đó tiếp đến là chuyển sang không tặng. Mấy cái highlight Rumble trên mạng mà các bạn xem ấy, mãi không thấy con Rumble nào để tôi chuyển bài, tôi cũng chả để đánh kiểu những cơ bản phần chất này thôi. Mẹ cứ giã thẳng đám phép vào mồm nó. Đánh đám tay gặp mấy thằng tiên phong mệt lắm, bực bội. Be back for you lắm. Mất nước. Mất nước, mất nước. Giáp tiên thần hết cung. Giáp thiên thần. Giáp thiên thần. Cặp ma hài lông. Quăng cái này vào thì hơi bị yếu đấy. Mất tanh, mất tùng là hơi yếu đấy. Lại bán được tròn tiền. Cung. Cung mà ở con Nani này cũng là chỉ có lắp được cái quyền năng. Lắp cái khổng lồ cung với giáp thôi. Cung nằm ở đây đúng chỉ có làm cho bệnh hoạn thôi. Thank you.
Đau. Đau quá. Hai lớp tam. Ơ, vừa ăn tiền này. Ăn tiền này. Ơ. 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 Như nào? Khi chủ sở hữu chịu sát thương 50 lần, 25 giáp và kháng phép kích thước bản thân. Tôi ít khi tôi đánh cái này, tôi cứ phải đọc lại cái tác dụng của nó. Bỏ con này đi. 44, 47. Vãi đai con gà mái. Chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Một chảy. Chỉ sợ lắp đồ sai rồi. Khổ tê chứ. Tốt. Tôi hoàn toàn có thể lắp cái này nhưng mà tôi không thích. Tôi đang chưa thích lắp. Lắp cái này cũng ngon này, nhưng mà cũng đang chưa thích, đang suy nghĩ. Ai là chết mẹ rồi. Mày mát tặc các bạn ạ. Thổi một cái. Không ăn được. Nó có mát tặc. Nó có mát tặc, nó có cả cái mật thám mày nữa. Đồ nó ngon. Mật thám cỗ máy phù thủy hắc tinh. Làm nào mà bấm bớ được. Đánh với thằng Irem mật thám này mình lắp cái vút bẫy nó cũng phí lắm. Nó nhảy ra đằng sau mà nó còn chọc đằng trước cơ mà. Phí lắm, phí lắm. Chí quá. Bạn thua. Có cung này. Có cung, cứ ra là cái này không đến lượt mình rồi. Không đến lượt mình rồi. Thank you.
theo các bạn thì tôi sẽ lắp cái gì? Tôi lắp bùa xanh cho con Victor hay là tôi nên lắp quả găng tay công lý cho Garen? Tôi đang thích găng tay công lý cho Garen này này. Xem nó có bao nhiêu cái lốc. Tí nữa gặp lốc thì tôi sẽ né sau. Chứ là mày chưa thằng nào lắp lốc nên là tôi không phải xoắn đâu. Đúng rồi, khi nào Garen bị lốc rồi tính sau. Chứ bây giờ tự dưng lắp cái áo choàng thủy ngân mà không thằng nào lắp lốc, tự dưng mình mất mẹ một đồ. Mà cái áo choàng thủy ngân với con Garen đó, nó cũng hơi lạt lẽo. Đây bây giờ có lốc rồi này. Nhớ mày. Chết không? Chết không? Chết không? Thôi nào! Đại lốc thế! Cũng đến vậy mà thôi! Tưởng cái gì? Bất ngờ đấy! Bất ngờ đấy! Nhìn thấy quả lốc là cũng bất ngờ đấy! Không có gì đặc sắc đâu! Không có cái gì đặc sắc đâu! Đấy còn là Victor 1 đấy nhá! Đấy còn là Victor 1 đấy nhá! Đòn đánh và kỹ năng sẽ hồi máu dựa trên 50% sát thương gây ra. Dựa trên 50%. Có cái tiết hạnh gì đâu. Không kịp nhìn xem là con Garen vừa rồi nó được cái gì. Không kịp nhìn xem con Garen vừa rồi nó được cái gì luôn. Dưới chân màu vàng thì là hồi máu. Nếu mà là dưới chân màu đen. Thế này. Cái màu vàng vàng này hình như là hồi máu này. Đòn đánh và kỹ năng gây ra rồi. Nhìn chả biết cái nào là hồi máu, cái nào là gây sát thương nữa. Áp lên Garen 2 là khỏe đấy. Thấy không? Thấy chưa? Đồ đẹp chưa? Sống không? Chết. 1, 2. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi.
thua mấy cái thằng siêu công nghệ ấy nhỉ. Thua kiểu lom ra lom dom. 7 7 là 10. Đây rồi. Đây rồi. Bán luôn, tích tiền up cấp. 1 2 3 4 3 2 1. Bí ẩn đây. Tuyệt chưa? Còn một thằng có lốc đâu nhỉ? Ôi, đẹp quá chứ còn gì nữa. Lục con mẹ sọ này. Đồ tôi hơi bị đẹp đấy, các bạn đừng đùa. Hai con này như lên level 2 rồi đúng không? Hai con này lên level, mỗi con này là chưa lên level 2 rồi này. Đây, tròn bài. Để tiền up cấp đấy, tôi có roll ra đâu. Ui, trời ơi. Tràng đẹp ơi. 1, 2. Come on, cái ông này lấy cái mất tham làm cái cơ gì? Oh my god. Đánh siêu công nghệ mà lấy mật thám là kém rồi, kém rồi, không nói chuyện. Kém thật sự đấy. Để cho tôi cầm cái mật thám nó về, tôi đánh 6 mật thám rồi đấy. Up cấp lên rồi đánh 6 mật thám. Cho con này mật thám đấy. Ui chui, ui, lên cấp rồi mất thêm con nọc tơn là có 6 mật thám rồi. Ái giả, ái giả. Dị em chịu được. Dị. Dị phải đi. Ghê 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 đấy. Chắc chả đẹp. Chắc chả đẹp. Của máy chiến đấu bí ẩn. Máy chiến đấu bí ẩn. Của máy chiến đấu bí cơ mà nó ẩn. Đấy, lo cái gì cái lốc. Đánh cái bài này cũng sẽ lốc. Ngày xưa thì cảm thấy là nó hay lắp lốc thì ok các bạn. Thích lắp cái áo choàng thủy ngân thì lắp. Bây giờ cảm thấy là lắp áo choàng thủy ngân cho con Garen thì tiếc cực. Hơi tiếc tiếc một cái gì đó. Xíu xíu. Đái cái quạt đồ này. Mũ phù thủy thì cho con này rồi, ok. Mũ phù thủy thì cho Victor Vandes này. Vô cực thì chắc chắn là à, ok ok rồi, đẹp, đồ đẹp, nói chung là đồ đẹp. 56 6 này. Mày làm cấp cấp. Kiếm được mấy cái nâng cấp con gạch plank thì ngon quá.
không quá chứ lì khổ thế. Ơi chà ơi. Ai chà ơi, tốt đoán nó. Nhơn bọt này không ăn thua rồi. Toàn quái vật thôi, bọn làm việc toàn quái vật thôi các bạn ơi. Dead men tell my tale. Bị nó đẩy xuống xuống vũng bùn đen rồi. Vương Ngọc Quang, mẹ ơi kinh khủng quá, toàn mật thám này. Mẹ ơi, Victor của mình giấu đi đéo đâu bây giờ, vãi cứt, nhìn đâu cũng toàn mật thám lộc lủng các kiểu. Ôi nhơn 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 nhơn, ô không chết kìa, cái đầu xanh á, máu bằng nhau quá. Đây, đi chợ mà bắt được con gánh lanh hai thì tôi thề với các bạn tôi dã bọn này như dã gạo. Chạy vào đầu. Chạy chỗ nào? Sống này. Mày đi chết đi. Mày đi chết đi. Tốt rồi, ăn được thằng này là ngon rồi. Ăn được thằng này là ngon. Trời ai? Hai thằng siêu công nghệ làm gì có chuyện nó bỏ Echo cho mình. Trời ơi, Echo 2 kìa. Đúng rồi. Trời ơi, tôi lấy cái gì đây? May quá, nghe không chưa lên được Echo 2 đâu. Nó chưa lên được Echo 2 đâu. Ôi. 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 Ôi mẹ ơi. Sợ quá. Ôi chảy vào đầu. Focus chết được mày, chết con mẹ mày đi. Nhơn 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 nhạt nhạt nhơn bọt này, bên ba này nhìn cái mặt thì ghét rồi. Bên ba này, ơi bạn mình bạn mình toang rồi, bạn mình. Ui dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi ui tu 16. Ôi mẹ, vẫn định thắng thua trong một round ở đây này. Như nào? Hả? Alo? Như nào?
Alo, 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 alo. Alo. Ờ. Thế bây giờ như nào nhỉ? Alo. Một sai lầm rất lớn của các bạn lại đánh siêu công nghệ trước mặt An. Chơi siêu công nghệ trước mặt An, thế này thì múa giờ qua mắt thịu, đúng là múa giờ qua mắt thịu. Tưởng thế nào? Chẳng lẽ tôi lại gọi thêm ông siêu công nghệ nữa đến đánh cho nó cần kẻo một đánh ba chứ, còn hai ông siêu công nghệ vẫn đuối. Ven ba không ăn được là cái con ven một, ven hai không nói chuyện. Không nói chuyện. Tưởng gì nào? Ngồi với ông hoàng siêu công nghệ đây mà dám đánh siêu công nghệ với tôi là học tích lũy. Không chấp nhận được tuổi trẻ bây giờ nó nhiều cái sự bồng bột. Mà những cái sự bồng bột thì không thể tha thứ được, không thể tha thứ được. Mình ngay lập tức mình phải ghè chày vào mồm ngay. Tức chết chết lị. Dám đánh siêu công nghệ. Thôi được rồi, đi ăn. Đi ăn đây, đói lắm rồi. Đói lắm rồi, gáy hết hơi rồi. Chẳng qua là bài tôi cũng đẹp đi, bài tôi nó khít đi. Chứ không thì làm sao mà ăn được các bạn ý. Ăn may, ăn may. Confirm là ăn may nhá, thế nhá, đỏ chó, đỏ chó. Đừng 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 đừng, Thái Dương ơi, cô phải thương An. An hơi xạo lờ một tí thôi, cô mà không thương An, An khóc đấy. Bye bye. Đi đây nha, bye bye nha. Ăn buffet đây, bye bye. Hẹn tầm 2 tiếng nữa quay lại nha. Nhoà.